strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bữa nay thì có cái chế độ hợp tác mới anh em à. Nó ra cái chế độ không phải nó ra cái bóng mới, thì mình nghĩ là cái bóng này dành cho cái chế độ hợp tác thôi. Nếu mà anh em có theo dõi mấy cái cập nhật trên Facebook thì chắc là có thể cũng đoán được rồi. Thì cái bóng này, cái bóng vô hạn với lại cái bóng ma thuật. Cái bóng vô hạn này thì nó mất 1.000 điểm PP để nâng cấp lên hả? Thì là như thế luôn. Bóng ma thuật thì nói về cái bóng ma thuật này đi, bóng ma thuật thì sau mỗi vòng nó sẽ tăng một cái lượng PP cho cái đội hình của mình. Thì sau một khoảng thời gian mà cuối mỗi vòng thì nó sẽ lên một cái lượng chuyển đổi một cái lượng PP vào để xem là sau cái hiệp 1 này thì nó có chuyển cái lượng PP như kiểu gì. Theo mô tả thì cái lượng PP chuyển được nó sẽ dựa vào cái số tầng và số sao của bóng. Nhưng mà ở đây cái tầng thì mình không thấy nó để số ha. Bình thường mấy cái bóng mà nó có số tầng thì nó thường nó có cái số nhỏ nhỏ cái bên để mình biết nó đang bao nhiêu tầng á. Còn ở đây thì nó không có để cái số tầng nên không biết là số tầng bao nhiêu. Chỉ có điều là sau mỗi hiệp thì nó sẽ cộng một cái lượng PP vô. Còn cái con bóng vô hạn thì nó lại là cái bóng tiêu thụ PP anh em à. Một cái bóng bơm PP, còn một cái bóng gọi là hút PP đó. Thì khả năng là dành cho đi hợp tác là cao rồi. Tại vì ở đây nó ẩn cái nút nâng cấp này là do mình chưa có tắt bật cái chế độ nâng cấp tự động nha. Cái chế độ nâng cấp tự động thì nó sẽ tự động nó tiêu hao cái lượng PP mà mình đang có. Thì thường đi hợp tác á, hợp tác thì về sau cái lượng PP nó lên rất là nhiều, rất là khủng. Thì nó tăng vô hạn, nhưng mà trong mô tả nó vấn đề là nó tăng cường sức tấn công tới một mức cố định thôi. Rồi sau đó thì nó sẽ tăng phần trăm tấn công thì phải. Thì nó cũng hơi mơ hồ, nó vẫn có một cái mức nhất định thôi anh em à, chứ không phải là vô cực. Nói là vô hạn nhưng mà nó vẫn có một cái gì đấy nó có hạn nè. Trong mô tả thì nó lại có một phần nào đấy nó cái sức tốc độ tấn công nó vẫn có hạn. Đó, sau hết vòng nè, đó bắt đầu nó dồn một cái lượng PP về nè. Thì ở đây không biết là cái cơ sở dồn PP nó tính như thế nào. Mình nghĩ là càng lên chấm cao thì nó sẽ càng có nhiều PP sau mỗi vòng. Và nó sẽ có nhiệm vụ chính là bơm PP thôi. Thì nếu mà đi hợp tác thì chắc là đi với Ma Giao. Chém lên 7 chấm rồi Ma bắt đầu bút PP liên tục để cho nó cái bóng vô hạn này nó tăng cường. Thì đó, nó cũng chỉ là một số phần mô tả thì đọc hơi khó, nhưng mà anh em chơi trải nghiệm thì mình nghĩ là nó sẽ tương đối dễ hiểu thôi. Chủ yếu là mô tả thì nó hơi sâu xa vậy. Thì cái sức tấn công của nó sẽ rất là nhanh theo như mô tả, nếu mà nó được update lên, nó được tăng cường sức tiêu thụ PP lên thì nó sẽ rất là mạnh. Ở đây mình sẽ tích một cái lượng PP rồi mình bật cái chế độ hấp thu PP cho cái bóng vô hạn ha. Tại vì nếu mà giai đoạn đầu anh em mà hấp thu luôn thì không có tiền để mua bóng. Với lại mức tối thiểu của nó 1.000 PP cho một lần nâng cấp. Đây là ở chế độ thường nha, ở cái mức độ ban đầu. Còn về sau nó sẽ gấp, cái lượng PP nó sẽ tăng lên, chứ không phải là lúc nào nó cũng chỉ tốn 1.000 đâu. Tí nữa anh em sẽ thấy ha, tại mình có chơi thử rồi. Thì đó, ok, ở đây thì cái bóng hai mặt này đi chủ yếu là gây đam lúc đầu thôi. Mình nghĩ là trong cái chế độ hợp tác thì cũng không cần cái bóng hai mặt đâu. Thì sẽ đẹp nhất là sẽ bóng vô cực, bóng ma thuật, tăng sao chép chứ tăng trưởng là được. Còn bên kia là dùng ma dao chém thôi, hoặc là có thể biến tấu đánh thiên sứ được. Không biết là thiên sứ nó bút vô thì nó có tăng sát thương nhiều hơn nữa không. Thì đó, ok, ở đây thì sau mỗi vòng sẽ có một cái lượng PP của cái bóng ma thuật đổ về. Còn cái bóng vô cực này thì tí nữa mình dành cho nó nhiều sẽ bút liên tục ha. Tại vì cái lượng thật sự thì trong, nếu mà đánh trong cái chế độ đấy tự động cập nhật nè, anh em để ý cái chỗ tự động cập nhật tắt bật nè, tắt thì nó sẽ sáng, còn bật thì nó sẽ sáng lên. Tắt thì nó sẽ có màu xám xám bị ẩn đi á. Đó, đấy, bắt đầu khi mà anh em bật lên á, nó sáng lên thì nó sẽ tự động hút PP để nó tăng sức tấn công ha. Khá là tốn PP anh em ạ. Thì mình nghĩ là chắc là nó dành cho cái chế độ đi hợp tác mới rồi. Cảm giác là nó sẽ rất là mạnh trong cái chế độ đó. Tại vì cái sức mạnh của nó phụ thuộc vào cái lượng PP được bút. Nó sẽ tăng lên, nó sẽ hút vào, nó tăng lên liên tục ha. Thì mình nghĩ là chắc là có thể là sẽ trải nghiệm trong cái chế độ hợp tác cho nó đúng bài.
mình sẽ kiếm cái ad review ha, để đi trong cái chế độ hợp tác xem thế nào. Mình nghĩ là cũng khả năng ngon đấy anh em, mà món này phải lên được tấm cao, phải lên được level cao thì may ra mới ngon, chứ nó mới ra thì chắc cũng chưa được chơi đâu, trừ phi là có một số anh đài hoặc là những người có điều kiện người ta đầu tư bóng thì mình nghĩ là cũng không thể cao được. Nó giống như cái hồi vòng sáng, à luồng sáng hồi xưa vậy đó. Hồi luồng sáng mới ra thì nó cũng chỉ là tầm level 9, 10 là thấy cao lắm rồi, sau này bắt đầu lên 12, 13 rồi bắt đầu lên 16, 17, 19, 20 rồi nó phải lên từ từ. Mấy cái bóng này thì chỉ có thể là bơm tiền vô thì nó mới lên nhanh, còn mở hòm thì lâu lắm anh em. Mà mở hòm thì mình nghĩ là khá lâu, với lại cái dòng bóng mới này thì chắc nó sẽ không có trong cái hòm tự chọn như hồi xưa đâu. Hồi xưa thì nó có một cái hòm tự chọn thôi, còn bây giờ nó có thêm cái hòm vô cực nữa thì khả năng là chỉ có tiền tệ vô thì may ra mới mở được cái mới khả năng mới, mới 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 xài được cái này mạnh ha. Nó phải căng lắm thì mới mới lên được. Nhưng mà nếu mà đi cái này á, thì đi như thế này nếu mà phải bút ma liên tục thì nó cũng hơi bèo ha. Tại vì nếu mà bút phải đi mới có PP á, thì thực chất là sau mỗi vòng nó sẽ có cái lượng PP hồi vào, nhưng mà để mạnh thì mình nghĩ là vẫn phải bút ma để cho nó có cái lượng PP nó nâng cấp liên tục, chứ nó hút một xíu là hết à. Cảm giác nó không có được treo cả năm được ha. Thì mình nghĩ là sau này có thể là sẽ đi hai vô cực, hai ma thuật thì sao, đi kiểu như là đội hình 4 giờ hoặc đội hình 8 giờ, mình nghĩ cũng có khả thi cho tương lai đấy. Sau này mà lên được chấm cao thì không biết là có chơi được không, nhưng mà nó không thấy mô tả về cái mặt đánh theo phần trăm máu ha. Với lại trong cái chế độ hợp tác mới thì nó lại tuyến đường đi của nó lại thay đổi cơ. Nó sẽ hình như là theo như một số mô tả thì sau hiệp 500 nó sẽ tác động, boss nó sẽ tác động đội hình của hai bên luôn, nhưng mà lúc đó cái đường đi mà nó không ở bên AD thì có khả năng là nó sẽ bị phá. Theo như đồn đoán vậy thôi, chứ thực sự thì để đi tới hiệp 500 thì cũng chưa thấy ai đi được. À, cái bóng mới này ra thì mình nghĩ là nó sẽ hỗ trợ cái việc đi trong cái chế độ mới là chính, nhưng mà chắc là phải về sau may ra nó mới được thịnh hành sử dụng, chứ còn giai đoạn đầu thì cũng không ăn thua đâu. Nó thuộc dòng bóng cho cái kiểu hợp tác mới, mà mục đích chính của nó ra cái chế độ hợp tác mới là để làm tiền đề cho ra cái bóng mới này nè, chế độ hợp tác mới. Thì được cái là cái chế độ hợp tác mới nó có cái nút back anh em, mà nó có nút quay trở lại để đánh PvP được, thì sau này nếu mà treo được thì rất là ngon, vừa treo vừa cày cúc được ha. Nhưng mà thực sự giờ mấy cái ông mà mấy cái account mà level cao thì người ta cũng chả cần cày đi cúc, à đi 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 hợp tác làm gì nhiều đâu, bóng người ta cũng gọi là gần mắt hết rồi, cho nên là cũng không cần lắm. Nếu như thỉnh thoảng thì vẫn treo, nhưng mà những người mà nạp vô lên cao thì cũng không còn mặn mà với việc treo nữa, chỉ có phục vụ cho những anh em chơi sau hoặc là sau này thôi. Thì bây giờ là sẽ những anh em cũ với anh em mới có vẻ như là sẽ gần lại nhau hơn khi mà nó có cái bóng mới này nó mới ra, thì những anh em nào mới chơi thì cũng có thể cày ha, cày nhiều khi ra hên ra được nhiều bóng mới đi chế độ hợp tác mới, nhiều khi lại ngon em, mà nhiều khi lại có được một cái chế độ để đi hợp tác thì nó cũng ổn áp phết á. Đó, ở đây thì mạnh ha. Nhưng mà cái lượng PP nó hút nhanh quá. Đây mình lại bật lên nè. Bây giờ nó đã tốn 4.000 PP rồi nhưng mà cho một lần upgrade, một lần nâng cấp tăng sức mạnh thì nó tốn tới 4.000. Đây là level 18 nha. Level 18 nhìn nó mới khủng hoảng như thế này, chứ còn level 7 sơ sinh thì mình nghĩ là chắc không ăn thua đâu. Hiệp này là hiệp bao nhiêu rồi đây? Không để ý hiệp này hiệp bao nhiêu, nhưng mà sốc con boss một cái nhẹ là chết rồi anh em. Mà không biết là bên thắng với con robot, thì con robot nó mang cái đội hình sàm long thôi, cái đội hình mặc định của nhà phát hành để vô. Đây góp hai cái bóng ma thuật 3 thì nó sẽ bút một cái lượng PP về, nhưng mà mình nghĩ cái này chắc cũng không được xài nhiều đâu. Nếu mà đi hợp tác thì đâu ngồi canh mà ghép cái này đâu. Có bên support thì không biết là ghép thì có khả năng được. Đó, sau mỗi hiệp là nó cứ nhồi, nhưng mà cái lượng PP mình cảm giác nó không được nhiều ha. Không được nhiều lắm anh em ạ. Hiệp này hiệp 6, nói chung là cũng mới chỉ hiệp 6 thôi, cái con robot thì nó đánh không mạnh đâu. Với lại cái dòng bóng này thì mình nghĩ là chắc chỉ để đi hợp tác thôi, chứ còn mà đi 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 cạnh tranh thì cái lượng PP nó không đủ để mà nâng cấp đâu anh em ạ. Nó tốn nhiều PP quá. Thì có thể là đi chung với con hai mặt cũng được, nhưng mà
cảm giác nếu mà nó để cho nó hút nhiều quá thì về sau không có PB mà chơi đâu, về late game. Nhưng mà thường thì chờ những cái trận đấu mà có cái con hai mặt á thì lượng PB nó hồi cũng rất là nhanh, cũng có thể cân nhắc. Thì lúc nào mình thấy cảm nhận PB nó thừa quá thì mở lên, còn thấy ít ít thì mình tắt cái chế độ tự động upgrade lên là nó sẽ giữ lại cái lượng PB của mình thôi. Nói chung là cũng ổn ổn đấy. Thì cái bóng mới nó là vậy, nó chỉ có đơn sơ là như vậy thôi, chủ yếu là dành cho chế độ hợp tác thôi. Ok, nếu em coi video clip tới đây thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh em có chia sẻ gì về cái bóng mới này thì có thể để phần comment. Mình nghĩ là chắc sẽ lên một cái video về hợp tác với em này để xem là nó thực sự lợi hại hay không, nhưng mà trước tiên là phải có bóng trước cái đã. Mình nghĩ là sẽ kiếm để đi thử xem thế nào anh em mà. Thường thì mình nghĩ là cái bóng này thì dành cho hợp tác thôi, đi cạnh tranh thì chắc cũng khó đó. Mình nghĩ là khoảng một thời gian ngắn thì mấy anh đài sẽ lên được cái bóng này khá là xịn, không xa đâu. Mấy anh đài thì anh đầu tư nhanh lắm, Việt Nam mình thì cũng có nhưng mà cũng không nhiều đâu. Kể ra đợt này nếu mà những người nào mà muốn đi chế độ hợp tác mới thì khả năng sẽ bút máu vô khá nhiều. Đi chế độ truyền thống thì nó K5 thì rồi, khi có thể chán thì có thể là chuyển sang đi chế độ hợp tác mới thì bơm cho cái bóng này cũng phết á, khả thi á ha. Ok thì thôi, chắc mình kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye. Thank you.